Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Đó, thì nay em giới thiệu tiếp tục với tất cả cô chú anh chị một số cây cần carbon nha. Thì giá em bán ở cô chú anh chị bây giờ là em lát sale xuống luôn. Sale xuống sập sàn cho cô chú anh chị luôn. Sale từ khoảng 100 đến 200 ngàn một cây. Tùy vào cây nha, em sẽ sale xuống cho cô chú anh chị dễ lấy. Tại vì em giờ em bán em chủ yếu là em lấy vốn về nha. Rồi, em giới thiệu tất cả cô chú anh chị cây cần đầu tiên. Mà quên nữa, với lại có bây giờ vận chuyển á, vận chuyển thì nó hơi chậm so với bình thường, như là các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Nai. Ở Đồng Nai không, Bình Dương nha, Đồng Nai là không gửi được luôn, chứ Bình Dương bây giờ gửi được rồi mà nó hơi chậm. Thì cô chú anh chị nào mua thì cứ tham khảo, rồi có gì lấy thì cứ alo cho em nha. Rồi em giới thiệu tất cả cô chú anh chị cây cần đầu tiên là cây cần 1 khúc dành cho anh em câu vít nha, vít nha. Cây này ngọn cái lóng này lóng sợi thủy tinh á, anh em đừng nghĩ sợi tinh nó sẽ rẻ nha, không có đâu. Cây mấy cây cần vít là luôn luôn nó là cần sợi tinh hết, nó vẫn có carbon nhưng mà cái đầu ngọn nó luôn luôn nó thấp hết. Mà cây này nó nguyên đặt đặt ruột một con một là một khúc sợi tinh luôn nha. Bát nó là bát Fuji nha, bát Fuji. Cây này dài 1,35 m. Khoan của nó là khoan hãng không phải khoan Fuji. Quả hình rất là đẹp. Cây này vít 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 hàng nhẹ. Vít hàng nhẹ. Hai anh em câu lua cũng vẫn ngon nha, cây này câu lua cũng ngon. Cây này nếu mà tải lua nó tầm khoảng đánh tầm mò khoảng 10 15 g, 15 20 g là ngon lành luôn. Câu chẽm cũng ngon. Đó, tổng thể đây. Cây này D75 nha. Nặng 125 g, ngọn 1 ly 2, gốc của nó là 7,5. D75 này em bán 650. 650 bây giờ em ba bớt xuống cho cô chú anh chị còn 550 ngàn. Lấy hai cây em bao ship nha. 550 ngàn. Đó, giá này giá bớt cho sập sàn cho anh em luôn. D75 đá 550 ngàn. Lấy hai cây em bao ship. Thế D76, ok, cần cắm gốc máy ngang nha. Cây này chắc cũng hàng vít luôn. Vít vít nhẹ sao ngọn cũng mềm nha, ngọn dịu. Ngọn dịu nha. Bát của nó là bát Fuji đây. Cây nào cây cần Shimano. Chất liệu cần carbon nha. Cây cần Shimano made in Indonesia. Dài 1,65 m cộng B cộng nha. Cây này dành cho anh em câu bay game. Dành cho anh em câu bay game nha, bay game. Khoan nó khoan Fuji Six. Nguyên bộ khoan Fuji Six nha cô chú anh chị. Nguyên bộ khoan Fuji Six luôn. Rất là đẹp. Đây nó có chày nè. Này ngọn tháp nha. Ngọn tháp nè. Từ cái gốc trắng cho lên là tháp sẽ tinh. Từ lốc cam cho xuống là nó là carbon nha. Ngọn tháp. Nguyên bộ khoan Fuji luôn. Fuji Six. Alo chống sắn nha. Đó, dành cho anh em câu bay game. Ngọn nói chung khá là dịu nha. Anh em biết chơi bay game cho đánh rất là ngon luôn á. Dài 1 m. Dài 1,65 m. Rồi cây này D73 76. Nặng 250 g, ngọn 1 ly rưỡi, gốc nó là 9,8 nha. D76 này em bán là 1,2 triệu. 1,2 triệu bây giờ em bớt xuống cho cô chị luôn. Bớt sập sàn luôn nha, bớt mà em bán như quầy vốn á. Quầy vốn luôn nha, là 1,050 triệu, bớt cho anh em 150 luôn. 150 nha. 1,050 triệu. Đó, cô chú anh chị nào lấy thì cứ alo cho em hai cây bao ship nha. Rồi tới qua cần tay lóng dài. Cần tay lóng dài nha. Cây này là một cây D77. D77. Này hãng Ryobi nha, hãng Ryobi. Dài cái này là 3,9 m. 10 chúng ta. Cái này là mười mấy không rõ, em coi thử. Tại cái thông số của nó không biết bao nhiêu. Chất liệu cần carbon nha, để em tháo hết cho coi nó dài bao nhiêu. Rồi, cây này dài 3,9 m đúng luôn nha. Cây dài 3,9 m nha cô chú anh chị. Chất liệu cần carbon. Dài 3,9 m. Quả hình rất là đẹp. Quả hình rất đẹp nha. Cây độ cứng tương đương khoảng 2 h 2,5 h thôi. Ngọn khá là dịu á. Độ cứng tương đương khoảng 2 h 2,5 h nha. Tổng thể cần đây. Cho anh em xem lóng luôn nha.
Carbon đây, carbon nó là sao, nó rương đen bóng rất là đẹp nha. Carbon rương đen bóng rất là đẹp. Rồi, cây này mã của nó D77, nặng 105 g, ngọn 7 0,7 ly, gốc 13 nha. D77 này em bữa em bán là 800.000. 800k nha. Bây giờ em bớt xuống cho cô chú gì còn 700.000. 700k nha. 700.000. 700.000 nha. Rồi, lấy hai cây em bao xếp. Rồi tới đây 78 là cây cần tây đóng dài đây. Cây này là hàng ngon luôn nha. Đó. Hàng ngon. Cái này cái cục này nó bị chai hết rồi, bỏ đi. Chai. Cây này là một cái hãng của nó là hãng không biết cái hãng gì luôn nha. Không biết hãng gì hết. Nhưng cây này chắc em nghĩ nó dài khoảng 4 mét rưỡi á. Dài khoảng 4 mét rưỡi nha. Nguyên bản. Đã đem coi dài nhiêu. Rút ra hết là biết liền. 42 à. Cái này dài của nó 4 mét 2 cô chú anh chị. Dài 4 mét 2 á, cây dài 4 mét 2. Ngoại hình chất liệu cần carbon nha, cái nắp đây. Nắp zin cần luôn nha, rất là đẹp. Chất liệu cần carbon. Độ cứng cái này tương đương khoảng 3H nha. Độ cứng cái này tương đương khoảng 3H. Wow, rất là đẹp. Cây đẹp lắm nha, đẹp miễn chơi luôn á. Đóng nắp lại. Rồi, cây này là D78 nha. Nặng 120 g, ngọn 0,8 ly, gốc của nó 13. D78 này nếu mà em bán thật á là tới khoảng 1,1 triệu luôn, 1,1 triệu cây này luôn. Nhưng mà thôi giờ em bán giá sale nha, bán giá sale cây này cho anh em 900 ngàn. 900 nha. 900 ngàn. D78 giá 900 ngàn nha. D79 nào cái cần hai khúc. Chất liệu cần carbon nha. Khoan nó khoan vui xích đây. Nguyên nhận khoan vui xích. Chất liệu cần carbon. Cái hãng Alpha Tắc Cò nha. Bát nó bát Fuji đây. Bát Fuji. Cây này dài của nó là 2,9 m nha cô chú anh chị. Đúng không? Em xem. Đúng rồi nè. Nó để chữ 2,90 đây là dài 2,9 m nha. Dài 2,9 m zin đâu cần. Quay hình xấu. Quay hình xấu cây này còn đẹp khoảng 70% thôi. 70-75%. Chạy nhiều nha, khoan được cái bộ khoan vui xích luôn. Chạy đây anh em thấy chạy nha, được cái bộ khoan xích cho anh em. Đó, anh em thấy không, chạy đây. Độ cứng này 29, độ cứng dài 29, giờ cứng cái này tương đương khoảng tầm 30-40 thôi. Ngọn khá là dịu nha, ngọn dịu dành cho anh em thích câu câu cảm giác nha. Ở tổng thể đây. Cây này D79 nha. D79 nặng 360 g, ngọn 2 ly 4, gốc 22. Chạy ra em thấy rõ không? Nè, không? Nó bị chốc cái lớp xi á, lớp sơn phủ bóng á. Đó nè, anh em thấy rõ nè. Đó. Bị chốc lớp sơn phủ bóng nha. Cây D79 này em bán giá 900. Nhưng mà giờ em đo xuống cho cô chú anh chị còn 800 ngàn luôn, 800k nha. Lấy hai cây em bao ship, còn một cây mà bao báo em bao ship và đừng có gọi cho em luôn nha, đừng gọi nha cô chú anh chị. Hai cây em bao ship. Rồi tới D80. D80 này cần hai khúc, chất liệu cần carbon, khoan của nó khoan Fuji đá sấm nâu nha. Chất liệu cần carbon đây, bát nó bát Fuji, bát Fuji nha. Cây dài 2 m. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 80 nha. Độ cứng đương khoảng 80, ngọn khá là cứng á. Ngọn khá là cứng nha. Cây này là made in Korea nha, hàng SSM.
SSM Korea sản xuất nha. Nguyên một dàn khoan rất là đẹp. Nói chung cây này quỳ hình nó chó chày nha, nhưng mà nguyên bản chưa gãy ngọn. Cây này em không bớt được nha, tại cây này anh đã bớt từ lúc đầu rồi nên không có bớt được nữa, giá rất là mềm. Cây D80 nặng 240g, ngọn 2 ly 1, gốc là 16,5 nha. D80 giá 700.000. D80 giá 700.000 nha. TD81 là một cây cần hai khúc, chất liệu cần carbon luôn. Uy nhàn khoan, nó khoan Fuji đá sấm nâu, hãng Daiwa nha, hãng Daiwa Hodolock. Bát của nó là bát Fuji đây. Quỳ hình rất là đẹp, cây quỳ hình đẹp lắm nha. Dài 2m4, độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 80 nha, 60-80 á, độ cứng tương đương khoảng 60-80. Ngọn khá là đẹp nha. Độ cứng khoảng tương đương khoảng 60-80. Ngọn khá là đẹp luôn á. Made in Korea nha, Made in Korea. Tổng thể cần đây, nguyên bản, chưa hư, chưa gãy ngọn. Cây này mã số D81, nặng 300g, ngọn 1 ly 8, gốc 18,8 nha. D81 để cô chú anh chị đang bán là 1.250.000 nha, 1.250. Bây giờ em bớt xuống cho cô chú anh chị là còn 1.150 nha, 1.150, 1.150.000 đó, 1.150.000 nha. Lấy hai cây em bao ship nha. Rồi tới D82, cây cần hai khúc, chất liệu cần carbon luôn. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nha. Bát nó bát Fuji đây, bát Fuji, bát Fuji. Ngoại hình cái này nói chung là còn đẹp. Dài 2, độ cứng 30, dài 2m1 nha. Cây này ngoại hình nó chữ đây nó bị chày, nó xấu nè, nhưng mà em nó còn mờ mờ, em tô lại nè, em tô cái chữ lại cho nó dễ biết. Cây độ cứng 30 và 2m6 nha, 2m1 nha, nguyên bản luôn, chưa hư chưa gãy nha, nguyên bản cho anh em luôn, đánh rất là ngon. Độ cứng cây này 30 mà nó tương đương với 50 luôn á trời. Đục nó ghi trên cần là 30 nhưng mà cây này nếu mà so thực tế nó tương đương với 50 luôn, ngọn khá là cứng nha. Tổng thể cần đây. Rồi cho anh em xem thông số luôn. D82 nặng màu 210g, ngọn 3 ly, gốc 14,7 nha. D82 giá 680.000. D82 giá 680.000 nha. Thế D83 này cần 3 khúc, chất liệu cần carbon. Nguyên nhàn khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nha. Nguyên nhàn khoan Fuji đá sấm xanh luôn. Chất liệu cần carbon đây. Cây này độ cứng 50 và 3m3 nè. Nó ghi độ cứng 50 thôi, với thêm độ cứng tương đương khoảng 30-40 thôi. Ngọn cây này khá là dịu nha. Nó ghi 50 với thêm còn khoảng 30-40 thôi. Ngọn khá là dịu. Ở đây nó hơi bị rạn keo nha, nhưng không sao, bình thường nha. Nói chung là cây cần bãi mà, nó qua nhiều năm lắm rồi. Hãng của hãng nè, Navirator nha, Navirator. Navirator này thương hiệu nội địa của Nhật cũng lâu đời lắm nha cô chú anh chị. Alo nó alo 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 shit luôn nha, alo shit luôn. Ngoại hình thì nói chung là có chày dăm dăm nhỏ nhỏ nhưng mà không đáng kể nha, anh em câu kéo vẫn ngon lành, anh em câu kéo ngon lành nha. Đó, nguyên bản chưa gãy ngọn nha, chưa hư chưa gãy ngọn. Rồi cho anh em xem thông số nha, đây nó hơi dơ bẩn tí, anh em chùi về chùi là hết à. D83 nặng 285g, ngọn 1 ly 7, gốc nó 12,7 nha. D83 này em đang bán 950, bây giờ bớt cô chú anh chị 100.000 luôn, còn 850.000. D93 giá 850.000 nha. Lấy hai cây thì em bao xếp, còn lấy một cây thì cô chú anh chị tự thanh toán phí cước nha. Cái phí trước rơi khoảng tầm 40-50.000 một đơn, tùy vào khu vực giao hàng nha. Rồi tới D84. D84 này cây cần 3 khúc dành cho anh em lưu rền. Khoan của nó khoan Fuji, Fuji đá sấm xanh. Còn cái khoan này là Fuji đá đen nè, Fuji luôn nhưng mà đá đen. Em thay vào nha, tại cái cần này nó kho cái đá này nó không có, em phải đá này em gắn vào. Nhưng nó là vẫn là khoan Fuji, khoan này khoan Fuji đề cao.
còn khoang mấy khoang kia Fuji nó khoang Fuji đời cổ. Thì chung là em gắn khoang phải gắn khoang ngon cho ngon hơn cái khoang của Cần luôn để cho cô chú anh chị yên tâm nha, chứ không phải là gắn mấy khoang điểu khoang gì này kia cho nên cô chú anh chị đâu. Gắn khoang với gắn khoang ngon hơn cái khoang của Cần. Bát đó, bát Fuji đây, ngoại hình rất là đẹp, cây còn đẹp khoảng 85 85 85%, dài 3,6 m nha, lùa của nó 30 đến 60 g. Cây này Speka đây, phôi rất đẹp, phôi rất đẹp nha, đẹp khoảng 80 85 đến 90%, tùy vào anh em đánh giá nha. Tổng thể cây Cần đây nguyên bản chưa hư chưa gãy ngọn nha. Chưa hư chưa gãy ngọn. Rồi, cây này D84. Nặng 315 g, ngọn 2 ly 3 gốc 14,7 nha. D84 này em đang bán là 1 triệu tư á. D84 đang bán 1 triệu tư nha. Nhưng mà bây giờ em bớt sập sàn luôn cho cô chú anh chị lấy cái này cho dễ nè. 1 triệu 200 ngàn. Bớt cho cô chị 200 ngàn luôn, bớt sập sàn nha. D84 giá 1 triệu 200 ngàn nha. Rồi. Rồi tới D85 là qua cần dây trong. D85 này qua cần dây trong nha. Cái mấy cần dây trong này em nói chung là hàng tồn lại cũng lâu lắm rồi. Bát Fuji đi. Cái độ cứng 50 dài 3 m. Độ cứng 50 dài 3 m nha. Đá đây còn nguyên hết. Ngoại hình thì nói chung là có chày đi. Ngoại hình có chày nha. Tổng thể cần đây. Rồi, cây này D85 nặng 275 g, ngọn 2 ly 6 gốc 22 nha. D85 này em để cô chú anh chị giá là cái này đúng em bán tới 750 luôn. Nhưng mà bây giờ em để cô chú anh chị giá 650 ngàn. Ở D85 này bán cũng giá 650 ngàn nha. Rồi cái D86 là cây cần ISO dây trong. ISO dây trong nha. Đây thì nó hơi dơ thôi chứ không có gì hết nha. Dơ có những cây dăm dăm nhỏ nhỏ thôi. Cây này cây cần Shimano nha. Ở đây dơ Shimano. Bass nó là bass Fuji FS6 nha. Cây này cây cần Shimano DC nha. DC DX á. Độ cứng 1 và 5,3 nha, made in Indonesia, hàng Indo xuất Nhật. Anh em yên tâm nha, ba mua hàng của anh em thì mấy cái loại này đá của nó đá gì là còn nguyên hết chứ không có hư hay thiếu vậy nha. Giờ anh em chỉ việc câu thôi. Chất lượng cần carbon rất là đẹp. Chất lượng cần carbon rất đẹp nha. Phôi bông nè, anh em nhìn phôi bông rất là đẹp luôn á. Phôi này gọi phôi bông rất đẹp nha, cây đẹp khoảng 90% hơn, 90% thôi, tại cái đít này nó hơi xấu đây. Cho anh em xem từng đá trong luôn, quan trọng nhất mấy cần dây trong là phải đá trong nè, không phải có cái cục này, cái cục này là cục dẫn dây á, dẫn dây đề ba đầu. Thì anh em nói chung là phải có nha. Anh em mua có những cái người mà ta không bán mà nó không lương tâm thì nó sẽ cục này mất nó không báo đâu. Anh em thấy không? Từng cái đầu nè, đầu đóng cuối nó vẫn có đá nè, đá nè, có miếng đá này không, đá đỏ đá đen dựng dây rất là tốt. Mấy từng đầu nó có đá trong hết. Nói chung là mua bên em thì mấy cái đó thì anh em cứ yên tâm, chỉ coi ngoại hình thôi, còn lại tất cả là em bán là phải đảm bảo cái anh em câu nha, rất là ngon luôn. D86 nặng 190 g, ngọn của nó là 2 ly 8, gốc của nó là 19,2 nha. D86 này em bán là 1 triệu 450. Bây giờ em bớt cho cô chú anh chị xuống còn 1 triệu 300 ngàn. 1 triệu 300 ngàn nha. Bớt cô chú gì 150 luôn. Với cần cái giá này thì em đã sell xuống sập sàn rồi. Sell trăm mấy rồi, như hết lời của em một cây nha cô chú anh chị. Tới D87 là cần dây ISO dây trong. Cây này nó dơ nha, chứ không có là gì hết, nó dơ thôi.
Bass của nó là bass Fuji LS6. Cây này cây cần hãng gì đây? À hãng đây. NFT nha, NFT. NFT nha, NFT. NFT độ cứng 2,5m3. Đó, độ cứng một cái hãng NFT. Cây này là một cây cần NFT, nó là hàng nội địa của Nhật. NFT hàng nội địa của Nhật. Còn kia là nó hàng Indo xuất Nhật, hàng Indo đời nó cao hơn cái hàng nội địa. Nội địa bây giờ ít ai sử ít ai ít có hàng nước hãng nào nó sản xuất nội địa, nó tại cái giá giá thành của nội địa quá cao. Mấy cái này dặn ra được hết nha. Chất lượng cần là carbon. Ngoại hình nói chung là có chày nha. Chày đây. Nói chung là nó chày lớp sơn thôi. Còn lại rất là ngon. Còn đẹp khoảng 90%. Đẹp 90% nha, đây nè. Cả ra vô nó sẽ có chày cái lớp sơn thôi. Còn đẹp khoảng 90%. Tổng thể cần đây cho anh em xem tổng thể nha. Rồi cây này là D87, nặng 215 g, ngọn 29, gốc của nó 12, gốc của nó 20,1 nha. D87 này bán 1,4 triệu, bây giờ em bớt xuống cho cô chú còn 1,3 triệu luôn nha. 1,3 triệu D87 giá 1,3 triệu. Rồi cái D88 này là cây cần gút lóng dài. Bát của nó đây, bát nó là bát nhôm nha, bát nhôm. Hãng hãng NFT nha, NFT và 3,3 m. 3,3 m này. Cây chất liệu phíp, cây này chất liệu phíp nha, không phải Wuji đâu, nguyên nhân khoan Wuji đá sấm xanh. Nguyên nhân khoan Wuji đá sấm xanh nha. Chất liệu cây này là phíp. Cây này cũng cứng á, dành cho anh em câu sông hồ ngon. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 50, 50 60 nha. Độ cứng tương đương khoảng 50 60. Có thể cứng hơn 50 luôn á. Em cứ báo cho cô chị 50 60 thôi, chứ nếu mà cây này thực tế của nó khoảng 80 á, nhưng mà em chỉ báo cho cô chú chị 50 đến 60 thôi. Để cho cô chú chị nào mà khó tính thì nói chung cũng dễ dễ hơn á. Ngoại hình nói chung còn khá đẹp á. Đẹp. Rồi, cây này D88 nặng 480 g. Ngọn 2 ly, gốc của nó 23,7 nha. D88 này đang bán 400. Tại cây này bữa em bán 450 luôn nè. Giờ em bớt xuống 400, bây giờ em bớt xuống thêm cô chú chị nó 350 ngàn. Cây này bữa em đã bớt rồi, bây giờ em bớt xuống thêm 50 ngàn nữa. Cô chú chị lấy hai cây em bao ship nha. Hai cây em bao ship. Rồi tới D89 nha. D89 thì gần gút lóng dài. Gút lóng dài. Cây đẹp keng luôn nha. Bass của nó bass Fuji FS6 nha. Cây này dài 3,3 m. Hãng của nó hãng Alpha Tactical nha. Alpha Tactical, cây này hàng nó Made in Korea. Hàng Korea xuất Nhật nha. Khoang của nó nguyên nhân khoang Fuji đá sấm xanh đây, rất là đẹp. Rất đẹp nha. Đây dơ thôi, dính dơ thôi, còn lại đẹp lắm, đẹp khoảng 90% trở lên đó. Rồi, cây này mã số. Mã số nó D89, nặng 250 g, ngọn 27, gốc của nó 20,7 nha. D89 này em đang bán 900. Cây này bữa em bán 1,050 triệu lận, nhưng mà giờ em đã sell xuống 900 rồi. Giá này là giá em bán là như quỳ vốn đó. Nhưng bây giờ em sell xuống lần nữa cho cô chú anh chị luôn, 800 ngàn giá lỗ luôn. Thu hồi vốn lại nha. Cái giá này giá lỗ nha cô chú anh chị. Nhưng về sau thì cô chú anh chị đừng có so sánh giá về sau nha. Tại bây giờ em đang xả ra thì nói chung là em phải chịu lỗ để em xả mấy cái đồ tồn ra. Đó, thì cô chú anh chị về sau thì cô chú anh chị đừng có so sánh giá bây giờ giá về sau cô chú anh chị. Như đừng có so sánh với người này qua người khác nha. Tại cái giá em bán, em nói thẳng giá em bán là giá xả kho, xả kho nên giá như vậy. Còn những anh em khác người ta bán thì nói chung là
không biết nó mắc hay nó rẻ hơn em bao nhiêu, nhưng mà nói chung là anh em khác bán thì nói chung người ta bán phải có lời, người ta bán phải có lời nha anh em, chứ anh em đừng nghĩ so sánh đây rẻ hay kia mắc. Em đã báo gõ ở bên đây, nói chung là em đã bán giá xả kho thì giá phải rẻ hơn mấy chỗ khác một chút đó. Anh em mà mua cứ gọi cho em. Cây này một cây cần ISO khoan lớn nha, nguyên một dàn khoan nó Fuji đá sấm xanh, nguyên dàn khoan Fuji đá sấm xanh, dài 5m4, made in Korea nha, hàng Korea xuất Nhật đó. Bát Fuji luôn, hãng SSM. Cây này lóng hơi to nha, nhưng mà được cái là nó rất đẹp, rất đẹp nha. Cây này bao đẹp luôn á, đẹp 95%, cây vẫn 95% mà cô chú chị đó, đẹp lắm nha. Cây này anh em về tút lại, không cần tút nó chơi thôi, còn hay anh em về có thể xả xả khoan làm cần tay cũng ngon. Rất là cứng, cây này nếu tính là độ cứng khoảng số 5 số 6 á, cây này độ cứng khoảng số 5 số 6 và 5m4 nha, ngọn khá là cứng nha chứ không có mềm đâu, ngọn cứng. Alo đây, khá đẹp. Tổng thể cần cho anh em luôn, hãng Suzumi. Rồi cây này D80, D90, D90 nặng 590 g, ngọn 1 ly 7, gốc 28,5 nha. D90 này hôm bữa em bán là 1.200.000, nhưng mà em đã bớt xuống 1.000.000 rồi, như cái cây này em bán như quỳ vốn rồi, nhưng bây giờ em đao xuống cho cô chú anh chị nữa bán lỗ luôn nha, 900.000. Cây có cây ISO nào khăn lớn đẹp can xà bang 900.000 luôn nè. Đó, D90 giá 900.000. Rồi cái D91 là cây cần ISO khoan nhỏ, một cây cần Daiwa nha. Bát của nó là bát Fuji FS7 đây, độ cứng số 2 là 5m4, carbon hai da xoắn nha, xoắn rất là đẹp đây nè. Được cái là nguyên một bộ khoan, nó khoan xích luôn, nguyên một dàn khoan Fuji xích nha. Đó, nguyên dàn khoan Fuji xích, khoan Fuji xích thì được cái đi dây nó nhẹ, nó không có nóng cước nha, tránh tình trạng nổ cước khi anh em dòng cá. Ngoại hình thì nói chung là có chày nhỏ nhỏ nhưng không đáng kể đâu, carbon hai da thì nói chung nó xoắn, nó chống nổ nha, cây còn đẹp khoảng 80% thôi, nó có chày. Chày đây, nó có chày nha, ngoại hình nói chung là có chày, carbon hai da xoắn thì anh em biết rồi, đánh rất là ngon, nó xoắn thêm một cái lớp da carbon nữa chống tình trạng cho anh em, chống đạn cho anh em nha, giống như khi mà đóng cá nó cương quá thì cái có hai da nó có thể nương lại được nha. Nếu cây cần thường nó sẽ không nương được đâu, cây cần thường nếu mà nó tức quá là nó bật luôn á, mà cây cần hai da nó chỉ nương một phần nào thôi nha. Anh em cứ cương nó quá thì cây cần cây tre còn gãy nó không phải như cây cần nha anh em. Đó, anh em cứ tham khảo nha, rất là đẹp, carbon hai da xoắn rất là đẹp luôn á. Ngọn đây, cây này ngọn của nó ba khoen một alo nha, ba khoen một alo rất là đẹp, đẹp khoảng 80-85% thôi. Rồi cây này D91 nặng 235 g, ngọn 1 ly 8, gốc của nó là 20. D91 em đang bán là 1.550.000, 1.550.000 nha, nhưng bây giờ em bán sale của chú anh chị luôn, cây này 1.550.000 đúng không. Rồi bớt thẳng giá của chú anh chị luôn, 1.400.000, 1.500.000 bớt xuống thẳng luôn là 1.400.000, bán lỗ cho anh em luôn nha. Đấy, hai cây bao xếp luôn đó, 1.400.000, giá này là giá lỗ luôn đó nha ta nha. Tới D92 là một cây cần ISO khoan nhỏ luôn, một cây NFT chất liệu carbon nha, graphite này là chất liệu carbon đây, anh em có thể lên trên Google bấm vô graphite là gì sẽ ra nha, rất là đẹp đó. Nè, có đi dưới carbon rock đây luôn nè, thấy chưa. Bát nó là bát Fuji FS7 nha, độ cứng 4.500m4, ngoại hình cây này rất là đẹp, phôi đẹp lắm nha, phôi đây, mấy cái phôi caro mà đánh rất là bền chắc lắm. Nguyên một dàn khoan nó khoan Fuji đá sắm, Fuji đá xít nha, nguyên một dàn khoan nó Fuji đá xít đây, rất là đẹp. Phôi cái này nè, phôi cái này rất là chắc và dày luôn á. Cây mấy cây này anh em về xả làm cần tay cũng rất là ngon nha. Em chỉ bán quy này thôi, anh em muốn xả hay không là về anh em tự xử nha.
chứ em không có xử cần tay đâu. Còn nên là muốn em xả cần tay xuống thì chuyển khoản cho em trước 50%, em làm xong hết rồi em đưa cho thợ làm xong hết rồi thì em sẽ gửi vào 50% thanh toán bưu điện nha, chứ không phải là anh em kêu xả đi rồi trả luôn lần một không có nha. Nói chung đó, xả cần tay là em phải mức nó mức xin với cần là bắt buộc là em phải nhận cọc trước em mới dám xả, còn không anh em dễ từ xả thì nó sẽ khác nha. Ngoại hình rất là đẹp, cây này đẹp, ngọn của nó là 3 khoen 1 alo nha, ngọn đây 3 khoen 1 alo, ngoại hình rất là đẹp, đẹp khoảng 90%, đẹp 90%. Đem gắn cái khoen lại. Rồi cây này ngoại hình đây, tổng thể lại đây cho anh em nhé. Cây này D92 nặng 410g, ngọn 1 ly 4, gốc của nó 23 nha. D92 em đang bán 1.600.000, 1.600.000 bây giờ em bớt sập sàn cho anh em luôn, 1.450.000, 1.450.000 nha. 1.450k giá lỗ cho anh em nha, giá lỗ luôn. Cái cây này mà bán 1.450.000 anh em đây, anh em bỏ ra mua hàng lô không rồi chứ đã 1.400.000 rồi, 1.400.000 này. Có khi cây này có những cái người xách tay về mua từ bên đó về em tính cái tiền việt có gần 2.000.000 một cây, nguyên một cây cần ISO cây nhỏ luôn. Cây cần đai hoa nha, carbon hai da xoắn rất là đẹp. Bát của nó là bát Fuji đây, bát Fuji. Cây đầu cứng 3.54, đầu cứng 3.54, cây này carbon wicker nha. Quy hơn chàng khoan, nó khoan Fuji Seed nha. Fuji Seed có cái khoan đây, khoan này nó lai nè. Nó vẫn là Fuji Seed nhưng mà chân nó chân titan. Còn khoan zin của nó là nó là khoan Seed nhưng mà chân nó là chỉ là chân nhôm thôi. Còn cái em lai cái khoan này nó là khoan Seed nhưng mà chân nó chân titan luôn nha. Lai khoan nó xịn hơn, không chứ em không có lai mà khoan dởm hơn của cái khoan cây cần đâu. Lai xịn hơn không à. Nhưng mà lai chứ anh em nhìn kỹ mới biết nó lai, còn không cũng chả biết nó lai đâu. Không nhìn kỹ mới biết nó lai. Cây này nói chung còn khoảng 80-85% thôi. Ngoại hình nói chung còn khá đẹp. Anh em xem rất là ngon nha. Cây này anh em về đánh cá dìa cá hành cũng ngon. Ngọn zin của cần luôn nha. Ngọn của nó 3 khoen 1 alo. Ngọn của nó 3 khoen 1 alo nha. Tổng thể cần đây. Rồi cây này D93 nặng 290g, ngọn của nó là 1 ly 4, gốc của nó là 22.2 nha. D93 này em đang bán 1.500.000. Đó, D93 này em đang bán là 1.500.000. Rồi bây giờ em bớt xuống cho cô chú anh chị còn 1.300.000 luôn. D93 để cô chú anh chị 1.300.000. Giá này em bớt sập sàn nha. Lấy 2 cây em bao ship. Rồi. Rồi tới cần D94 là cái cần lua. Nguyên một dàn khoan, nó khoan Fuji Seed chân Iconai nha, đá xít luôn nha. Cái bộ khoan này không mà anh em đi mua mà để dựng cần lên bộ khoan này không á thì anh em luôn là khoảng 1.400.000 một bộ. Đảm bảo với anh em luôn 1.400.000 một bộ, luôn cá alo. Chất liệu cần carbon đây. Còn cái tem của hãng. Cây này hãng Atelalat gì đây nè. Bát nó bát Fuji nha, bát Fuji. Cây này là made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. Cây này anh em cứ tham khảo giá đi, dài 3.3 nha. Dài 3.3, lô của nó 10-50g. Lô của nó 10-50g. Cây Luren. Hãng của nó là hãng nãy đó. Master EDGE gì đây, công nghệ của nó. Nguyên dàn khoan Fuji Dacid đây, Iconai nha, chân chống xoắn á. Chân ca chống xoắn nha cô chú anh chị. Ngoại hình cây này còn kẹp khoảng 90 chín mấy phần trăm. Cây nói chung là bên đó nó chưa sử dụng nhiều đâu.
nhưng mà về nó xả bãi thì nói chung nó có dấu chày thôi, ngọn nguyên zin luôn anh em, đừng nghĩ nó ngụm chút mà nó gãy ngọn, không có đâu, ngọn zin đâu cần luôn á, ngọn zin đâu cần nha. À không phải đâu, cái chỗ này nãy nó hơi hụt, cái này kéo lên tí nha, là cái ngọn đây nó sẽ lên, tại vì nãy dưới cái ngọn dưới nó hơi bị thụt cái dưới cái đít, đúng không? Ừ. Nguyên zin cũng cần nha, cây này bao anh em là nguyên zin nguyên bản, không hư không gãy ngọn, bao cho anh em luôn. Cây nói chung là đẹp, bộ khoang này không là mới tiền thấy 1,000,000 rồi. Ừ, phôi nữa, phôi mấy cần mà nó lên khoang này là đa số là phôi ngon không à, chứ không có lên phôi tầm bậy tầm bạ đâu. Nhưng mà cây rất là bèo. D94 nặng 235g, ngọn 2 ly 2 góc 14,1 nha. D94 này em đang bán là 2,2 triệu. Nhưng mà em sale xuống cho cô chú chị còn 2 triệu luôn. 2 triệu cây này. Ở tính ra cái bộ khoan không là 1,4 triệu mấy chục ngàn bộ khoan Fuji Fuji Icon 9 rồi. Tính ra cái cây cần này đâu còn nhiêu tiền đâu. Đó, cô chú anh chị lấy thì cứ alo cho em. Còn cô chú anh chị nào mua mà trả giá cảm thấy mua được thì mua, tại giá em bán em đã báo rõ trên video rồi. Sale hàng là sale sập sàn nha, mà kêu bớt nữa là bớt không có biết bớt ở nào luôn nha. Đó thì cô chú anh chị nào mua cứ alo trực tiếp cho em. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.